Vì sao sau chuyến công du Mỹ của Tô Lâm, quan hệ Việt-Trung xấu đi nhanh chóng? Giới quan sát quốc tế đánh giá Tổng Bí thư Tô Lâm không giống với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo The Economist đã huỵch toẹt ra rằng Tô Lâm là một chính khách thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và là người thích hưởng thụ. Người ta không hiểu lý do vì sao sau chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng. Điều đó thể hiện rất rõ trong thái độ của Bắc Kinh với ngư dân của Việt Nam trên Biển Đông. Gần đây, truyền thông nhà nước liên tiếp đưa tin về việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc tấn công các tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ở gần quần đảo Hoàng Sa, khiến 10 ngư dân Việt Nam bị thương. Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào ngày 29 tháng 9, tàu cá QN95739TS đánh bắt hải sản hợp pháp ở quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 101 truy đuổi và tiếp cận tàu bằng 3 cano với khoảng hơn 30 người có trang bị hung khí. Khi tiếp cận được tàu cá, những người này lên tàu đánh đập dã man ngư dân, làm 4 người bị thương tích nặng và lấy toàn bộ trang thiết bị trên tàu và hải sản ngư dân đánh bắt được. Vụ việc vừa kể trên được Thông tấn xã Việt Nam loan tin, nhưng ngay sau đó, bản tin đã được rút xuống mà không nêu rõ lý do. Trong khi một số báo chí nhà nước vào trưa ngày 1 tháng 10 vẫn đưa tin phỏng vấn những nạn nhân, nhưng không đề cập đến quốc tịch của tàu lạ. Tờ báo Kinh tế Đô thị cho hay khoảng 6 tấn hải sản của ngư dân đánh bắt được đã bị lấy đi và hầu hết dụng cụ trên tàu bị đập phá. Nhóm người lạ hung hãn kia chỉ trừ lại một máy định vị để các ngư dân quay về bờ. Tổng thiệt hại ban đầu ước chừng khoảng 300 triệu đồng. Theo giới phân tích, khu vực Đông Nam Á đang trở thành khu vực trọng điểm trong chiến lược đầu tư và ngoại giao của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Trong khi đa số các quốc gia trong khu vực có thái độ thiện chí ủng hộ Trung Quốc như Singapore, Malaysia, kể cả Thái Lan vốn là một đồng minh của Mỹ, nhưng lãnh đạo Việt Nam và Philippines lại tỏ ra cứng đầu. Đó là lý do ban lãnh đạo Việt Nam được cho rằng đang chịu áp lực từ sự giằng kéo giữa Bắc Kinh và Washington. Trong bối cảnh Bắc Kinh cố tình tạo ra sự gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, không chỉ với hải quân Philippines mà còn gây hấn với cả ngư dân Việt Nam. Ở phía Tây Việt Nam, Bắc Kinh thì đang duy trì quan hệ quân sự sâu rộng với Campuchia và Lào, đẩy ban lãnh đạo Hà Nội vào thế tứ bề thọ địch, khó có lối thoát nếu xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo giới quan sát, việc quân đội Trung Quốc phóng tên lửa xuyên lục địa có khả năng bắn đến Hoa Kỳ trước cuộc hội đàm giữa người đứng đầu nhà nước Việt Nam là ông Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 25 tháng 9 là bằng chứng khó có thể bác bỏ. Chưa kể đến các diễn biến trong chính trường Việt Nam gần đây khi cơ quan ngoại giao của Trung Quốc đã đổ dầu vào lửa trong vụ kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã đăng tải một video phóng sự về một cuộc cách mạng màu trong tư tưởng do Đại học Fulbright Việt Nam dẫn đầu. Sau khi đăng tải phóng sự nói trên, một thời gian thì kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã xóa video. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 9, tài khoản Facebook của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải lại video vừa kể trên. Chưa rõ vì sao Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải lại video nhạy cảm nói trên, nhưng có lẽ đó là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang xấu đi nhanh chóng liên quan đến chuyến công du Mỹ của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao sau chuyến công du Mỹ của Tô Lâm, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xấu đi nhanh chóng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Ai đang dùng cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc để mà tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm? Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội của người Việt Nam đang chia sẻ rộng rãi hình ảnh chàng trai mang tên Nguyễn Như Khôi, 18 tuổi, được cho là cháu nội của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là điều bất ngờ vì cho đến nay, người ta chỉ biết ông Bảy Phúc có hai người con với phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, đó là cô Nguyễn Thị Xuân Trang và cậu Nguyễn Xuân Hiếu,
với độ tuổi của Trang và Hiếu, con ông Phúc, thì chưa thể có con lớn đến 18 tuổi, Nguyễn Như Khôi. Như vậy, nếu thực sự Khôi là cháu nội ông Bảy Phúc, thì có nghĩa ông Phúc có ít nhất hai người vợ. Điều đáng nói là chàng trai Nguyễn Như Khôi thì còn rất trẻ, nhưng trên Instagram đã thấy khoe các bức ảnh chụp chung với ông Phúc và nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam. Ngoài ra, chàng trai này còn khoe bộ sưu tập, hàng hiệu và cả tài khoản ngân hàng, được cho là có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thực sự Khôi là cháu nội của ông Bảy Phúc và với khối tài sản lớn đến như vậy, thì cứ liên quan gì đến hàng vạn người chết oan bởi bộ kit xét nghiệm của Việt Á hay không? Một câu hỏi đặt ra là tại sao chuyện cháu nội của ông Bảy Phúc lại nổi lên vào thời điểm này, khi mà ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang ở trong tình thế thập diện mai phục? Nhất là cách đây chưa lâu, các nguồn thạo tin đã khẳng định rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu sắp bị khởi tố, bắt giam. Vợ chồng ông Phúc bị cáo buộc là trùm cuối trong vụ Việt Á và nhận quà khủng của bà trùm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát lên đến hàng trăm triệu đô la. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chuyện mà dân tình ai ai cũng quan tâm bỗng chìm xuống không sụt tăm. Hơn thế nữa, tại sao tin đồn liên quan đến một nhân vật từng giữ đến hai cương vị trong bộ máy tứ trụ mà không thấy Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông bác bỏ hay cải chính gì? Nhất là có những đồn đoán cho rằng gia đình ông Phúc đang sở hữu khối tài sản có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Đầu năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho thôi chức vì trách nhiệm của người đứng đầu. Từ sau đại dịch Covid-19 đã có tin đồn đoán râm ran về việc bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, là trùm cuối, đồng thời cũng là chủ sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á do Phan Quốc Việt làm tổng giám đốc. Khi đó, giới thạo tin vẫn khẳng định vợ chồng ông Phúc, bà Thu là trùm cuối trong đại án kit xét nghiệm Việt Á. Bộ Công an đã lập chuyên án trong khuôn khổ của một đại án đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra các bằng chứng ông Phúc, bà Thu cùng thuộc cấp đã dính tới những sai phạm tày đình, không thể chối cãi. Trong một diễn biến khác, vào hồi tháng trước, mạng xã hội đã dấy lên tin đồn rằng vợ chồng ông Phúc sắp sửa bị bắt với cáo buộc trùm cuối trong vụ Việt Á. Tuy vậy, đến nay, tin đồn này được cho là chưa có cơ sở, vì theo luật bất thành văn của Việt Nam, giới chức hàng tứ trụ nghiễm nhiên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ được hạ cánh an toàn. Ngay sau đó, theo giới thạo tin, vụ việc vừa kể trên đã được ông Bảy Phúc và gia đình dàn xếp xong xuôi bằng số tiền lên đến vài triệu đô la. Tất nhiên, thời báo không thể có khả năng xác định thông tin vừa kể trên vì ở Việt Nam không thể truy chứng cứ như vậy đối với các quan chức cấp cao. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Đó là lý do công luận mong muốn ông phải ra tay xử lý đến nơi đến chốn vợ chồng ông Phúc để đáp ứng đòi hỏi của công luận. Phải chăng mối quan hệ của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cháu nội Nguyễn Như Khôi đang được một thế lực chính trị trong đảng sử dụng như một âm mưu để gây áp lực đối với ông Tô Lâm? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ai đang dùng cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc để mà tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.